chào mọi người. Chúng tôi là những thiên thần bé bự rất là dễ thương và đáng yêu, là những chú Pikachu đến từ trò chơi mang tên Đại Chiến Bé Bự. Một tràng pháo tay cho hai bạn nhỏ của em được không ạ? Nào, chào mọi người đi các con ơi. Hai bé bự này đã mời từ cung trăng về đây. Dạ. Nếu như mọi người mong muốn là chiến thắng, mọi người phải hóa thân thành hai chú Pikachu này, bước vào cái sàn đấu của chương trình ở đây. Vâng ạ, và sàn đấu của chúng tôi là sàn đấu màu đỏ. Khi mà Minsu nói bắt đầu thì chúng ta sẽ phải dùng sức lực của mình để đẩy thành viên kia ra khỏi cái vạch đỏ của chương trình. Lưu ý, trong quá trình đẩy, xô thì chúng ta phải lưu ý, chúng ta có thể văng ra nhưng chân còn ở lại thì mình vẫn có thể tiếp tục trò chơi. Tay mình còn ở lại, mình vẫn có thể tiếp tục trò chơi. Ây da, trời đất ơi, cái con bé nhà em được cái nó sung dữ lắm rồi. Dạ, đó là luật chơi của chương trình. 3 lượt thi đấu, mỗi lượt sẽ có 20 điểm nếu như mình là người chiến thắng. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là lượt đầu tiên, xin mời. Dạ, hai chú Pikachu của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Lượt đầu tiên, 3, 2, 1, bắt đầu. Tấn công. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Mạnh lên, mạnh lên. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đẩy nữa. Đúng rồi, đẩy chưa lên hả? Chưa, chưa, chưa có được. Đi đâu vậy em ơi? Em ơi, thua rồi, đi đâu vậy? Chúng tôi vẫn chưa biết được. Chúng tôi vẫn chưa biết được chú Pikachu nào là ai, đến từ đội nào. Dạ. Thôi, hết lượt rồi, thôi đi về đi. Bây giờ xác định là ai là người chiến thắng nha. Dở này ra là biết liền. Chuẩn bị, dở ra. 1, 2, 3. Yeah. Chúc mừng, 20 điểm đầu tiên thuộc về đội ca sĩ nè. Bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ hai, xin mời. Nào, hai đứa, 1, 2, 3, chào. Đây là lượt hai. Hai con bé nó lại tăng động nữa rồi mọi người thân mến. 3, 2, 1, đấu đi. Cố lên, cố lên. Sao, sao dính, sao dính. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Người chơi chiến thắng ngày hôm nay là Phúc Gia Long. Lượt cuối cùng của Yến Lê và Thanh Trúc, xin mời. Vì đây là hai chú Pikachu con gái cho nên là chúng ta sẽ mở nhạc khởi động cho hai bạn nhảy nhảy, xong mình chơi cho nó vui nhà vui cửa. Âm nhạc lên. Nhảy đi các con. Nhảy đi. Nhảy hơn nữa rồi. Đúng rồi. 2, 3 chơi. Yo. Ê, vậy? Chưa gì xỉu rồi, chưa gì xỉu rồi. Dậy, dậy. Chưa gì xỉu rồi, xỉu rồi. Đi. Rồi, đẩy, đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi. Đẩy đi, đẩy đi. Đẩy đi. Đây là quýnh lộn luôn rồi, quýnh lộn luôn. Qua đây. Rồi, bắt đầu quýnh lộn rồi, bắt đầu quýnh lộn. Bắt đầu quýnh lộn. Chơi tiếp, chơi tiếp. Sao chạy tiếp, sao chạy tiếp. Chơi tiếp, chạy tiếp. Tiếp luôn, không sao hết. Thôi, 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 thôi. Ok, thôi. Đây là một hiện trạng rất là đáng yêu. Vì sự yêu thương nhau này cho nên tôi quyết định là dành tặng luôn cho hai cô gái mỗi đội 20 điểm luôn. Ôm nhau một cái, tình chị em vẫn vậy đúng không ạ? Yeah.